Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì nói về cái chủ đề luật sư nổi tiếng, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cụ chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, chú Nguyễn Đăng Trừng. Xin phép chú cho con đọc lại cái bài bào chữa vụ án hình sự mà chú viết trên Face, rất là quý chú trong những lần mà con vừa mới chập chững bước vào cái nghề luật sư, chú đã quan tâm với anh em chúng con như thế nào. Giới thiệu và có hai phần quý vị và các bạn ạ. Phần đầu thì chú Trừng sẽ nói về cái quan cảnh mà cái việc chú đi bào chữa, chú luật sư đi bào chữa. Vấn đề thứ hai là nội dung của một cái bài bào chữa. Thưa quý vị và các bạn, tôi cũng muốn quý vị và các bạn không những đến với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, tôi sẽ san sẻ cho quý vị và các bạn ngay cả một số những luật sư nổi tiếng nữa, để quý vị và các bạn để có thể đến với những luật sư có tâm, có tầm để vụ việc của mình giải quyết một cách nhanh nhất. Sáng ngày 25 tháng 7 năm 2018, tôi đã bào chữa cho bị cáo Đoàn Thanh Vũ tại phiên tòa sơ thẩm Tòa án Nhân dân quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo Vũ bị Viện Kiểm sát Nhân dân quận 11 truy tố về tội vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo quy định điều 22 khoản 2 điểm D Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009. Đây là phiên tòa rất vắng vẻ, chỉ có 8 người hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa, bị cáo và luật sư. Khi tiếp nhận hồ sơ, tôi có gặp nữ thẩm phán chủ tọa phiên tòa. Và bà ấy nhận xét hoàn cảnh của bị cáo rất đáng thương. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án từ 3 đến 4 năm tù giam. Tôi đề nghị tòa án xử bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Nhưng kết quả hội đồng xét xử đã xử 3 năm 6 tháng tù giam. Bị cáo Vũ đã làm đơn kháng cáo. Tất nhiên ở phiên tòa phúc thẩm tôi sẽ cố gắng phân tích thêm một số tình tiết, đề nghị tòa phúc thẩm chấp nhận đề nghị của tôi. Nhưng tôi đã trao đổi với bị cáo Vũ nên chuẩn bị khả năng xấu nhất. Nghĩa là phúc thẩm y án sơ thẩm thì bị cáo phải thu xếp cho đứa con gái tiếp tục học hết cấp 2 cuối của trường cao đẳng, vừa làm thêm vừa đi học và chăm sóc bà nội. Còn đối với bị cáo trong thời gian thụ hình, cố gắng sớm được trở về với gia đình chăm sóc mẹ và con gái. Tôi giới thiệu lại bài bào chữa của tôi cho bị cáo Vũ để khi các luật sư và tập sự hành nghề trẻ tham khảo. Chú Trừng ơi, không hẳn là các luật sư trẻ tham khảo, nhưng mà con vẫn tham khảo cái bài viết của chú ạ. Sáng nay thì đi phiên tòa gặp bác luật sư Phan Trung Hoài thì mới lại xin bắt tay bác và bảo rằng là bác ơi, con rất là em rất là ngưỡng mộ bác đó. Thì bác bảo cãi to nhưng chẳng được gì. Thưa quý vị và các bạn, thôi thì cái nghề nó liên quan cái nghiệp, mình cứ làm và làm hết mình, còn thì kết quả như thế nào thì chắc chắn rằng những cái khách hàng của mình sẽ là người biết hơn ai hết. Tôi xin giới thiệu cái bài bào chữa cho bị cáo Đoàn Thanh Vũ của luật sư Nguyễn Đăng Trừng, nguyên chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Kính thưa quý tòa, theo yêu cầu của bị cáo Đoàn Thanh Vũ và được quý tòa chấp nhận, tôi nhận bào chữa cho bị cáo Vũ bị Viện Kiểm sát Nhân dân quận 11 truy tố về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo điều 202 khoản 2 điểm D Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009 tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay.
Hồi nãy ở cái khúc trên khi mà đọc á, thì do chắc cũng có thể là do tôi nói ủa sao bộ luật hình sự mà điều 22, điều 22 nó là những cái điều khoản chung. Tội vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ đó quý vị là điều 202 của bộ luật hình sự năm 1999. Chứ không phải là điều 22 ở phút trên thì có một cái sự chắc là chú Trừng hơi nhầm một chút xíu nha quý vị. Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án và nghe bị cáo khai nhận và nghe vị đại diện Viện Kiểm sát quận 11 phát biểu quan điểm về vụ án, tôi đề nghị quý tòa xem xét cho bị cáo Đoàn Thanh Vũ những điểm sau đây. Về lỗi của mình, bị cáo Vũ đã thành khẩn khai báo tại cơ quan điều tra như sau. Tôi thấy mình có lỗi khi chuyển hướng không nhường đường, nhưng thực tế phải nói rằng chiếc xe mô tô chạy với tốc độ quá nhanh, xử lý tình huống không tốt. Nếu như xử lý tình huống tốt thì sẽ không xảy ra sự việc tai nạn. Bản cáo trạng cũng như kết luận của bị cáo cho xe chuyển hướng rẽ trái vào đường số 52 nhưng thiếu chú ý quan sát, không nhường đường xe lưu thông ngược chiều. Nhưng theo tôi, lỗi của nạn nhân nặng hơn rất là nhiều, thể hiện ở các tình tiết sau đây. Thưa quý vị và các bạn, tôi đã hơn 4 lần bào chữa cho những vụ vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, cho nên tôi biết rằng cái việc mà bào chữa cho vụ tai nạn giao thông vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ chắc chắn là một cái nỗi đau không phải của riêng bị cáo bị hại mà có cả xã hội. Có những cái phiên tòa mà tôi phải lấy cả số liệu của thành phố Hồ Chí Minh vào năm sau cao hơn năm trước để chứng minh rằng cái việc tai nạn giao thông ngày càng nhiều, và hình như trong bất cứ một cái gia đình nào, trong bất cứ một cái khu sống nào đều có người chết vì tai nạn giao thông. Theo lời khai của anh Thiện thì các nạn nhân là Khanh và Hưng vào tối ngày 3 tháng 5 năm 2017 đã nhậu rượu bia đến 23 giờ 30 khuya. Nên trong bản kết luận giám định tử thi số ngày của phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh xác định trong máu nạn nhân Nguyễn có tìm thấy nồng độ 119/100 ml. Tình tiết thứ hai, ngoài tình tiết được cơ quan điều tra xác định thì đây còn có một tình tiết rất quan trọng, đó là nạn nhân đã chạy xe quá nhanh và không làm chủ được tốc độ nên xe mô tô đã va vào đầu xe buýt rất mạnh, đến nỗi những người xung quanh đang ngủ phải thức dậy chạy ra xem và xe máy dính chặt vào phía trước bên đầu chiếc xe buýt. Chính vì nạn nhân chạy xe mô tô quá nhanh, lúc đó khoảng cách giữa xe buýt và xe ô tô chỉ là 30 mét, nên bị cáo Vũ chỉ biết phanh xe lại và mà không thể làm gì khác hơn. Theo tôi, đây là nguyên nhân chính xảy ra tai nạn. Nếu nạn nhân chạy xe chậm hơn, làm chủ tốc độ, xử lý tốt thì hậu quả sẽ không xảy ra. Điểm thứ hai, gia đình nạn nhân đã thông cảm, chia sẻ về hoàn cảnh, các điều kiện phạm tội của bị cáo, nên đã có đơn bãi nại cho bị cáo. Bị cáo Vũ và công ty cổ phần xe khách Sài Gòn đã hỗ trợ tiền viện phí, chi phí mai táng, tiền sửa chữa, biển số xe cho nạn nhân tổng cộng là 212 triệu. Điểm thứ ba, nhân thân và hoàn cảnh của gia đình bị cáo Đoàn Thanh Vũ. Bị cáo Đoàn Thanh Vũ có nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội. Bị cáo hiện phải nuôi mẹ già 77 tuổi, đang nhiều bệnh, huyết áp cao, suy tim, viêm loát dạ dày.
tá tràng và một con gái 17 tuổi đang đi học. Vợ bị cáo chết ngay sau khi sinh con gái. Do hoàn cảnh đặc biệt như vậy nên bị cáo đã ở vậy nuôi con gái đến nay. Vì vậy, bị cáo là chỗ dựa duy nhất về tinh thần và vật chất của mẹ và con gái bị cáo. Thưa quý vị và các bạn, tai nạn giao thông không chừa một ai. Kể cả những người đi giao thông đúng, kể cả những người rất chậm, thì lỗi của tai nạn giao thông, cho dù người bị hại, người bị cáo, đều có những cái mất mát không gì có thể cân đong đo đếm được, cho dù cái số tiền bồi thường lớn. Tôi hiểu rằng hậu quả vụ án nghiêm trọng, tai nạn làm chết hai người, nên Viện Kiểm sát Nhân dân quận 11 bắt buộc phải truy tố bị cáo về tội vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, điều 202 khoản 2 điểm D của Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009, có khung hình phạt từ 3 năm đến 10 năm tù. Mặc dù vị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân quận 11 đã đề nghị mức án từ 3 đến 4 năm tù giam, nhưng tôi đề nghị quý tòa xem xét và quyết định cho bị cáo được hưởng mức thấp nhất của khung hình phạt, tức là 3 năm tù, nhưng cho bị cáo được hưởng án treo. Tôi tin rằng quý tòa có điều kiện, cơ sở pháp lý và thực tế để chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi đối với bị cáo Đoàn Thanh Vũ. Xin trân trọng cảm ơn quý tòa. Một lần nữa thì cũng cảm ơn chú Trừng đã viết cái bài bào chữa ở trên mạng để mà tôi lấy đọc cho quý anh chị và các bạn trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Mục đích là tôi đọc cái điều này để cho quý vị và các bạn, nếu gia đình mình có những cái người thân và đứng ở vai trò người bị hại, bị cáo, thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng xem những cái tình tiết theo quy định của pháp luật. Nếu trong trường hợp có chết người, tỷ lệ thương tật là bao nhiêu, và chúng ta sẽ xem những tình tiết về nhân thân, về mức độ, về hành vi phạm tội của bị cáo. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn rằng là sẽ còn nhiều nữa trong cái việc giới thiệu đến quý vị và các bạn một số luật sư nổi tiếng của Việt Nam. Tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn cho đến thời điểm này đã song hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Xin trân trọng cảm ơn.